Xin chào mọi người đang xem kênh Tiểu Bảo Ngọc TV. Hôm nay gia đình Tiểu Bảo Ngọc TV lại chia sẻ đến mọi người một món ăn rất là ngon nè. Đó là món tôm hấp tỏi kiểu Trung với những gia vị rất là quen thuộc trong căn bếp nhà mình. Và với một chút thời gian chế biến, mình đã có một món ăn rất là ngon để chiêu đãi cả gia đình. Bây giờ để thực hiện món ăn này như thế nào, mời mọi người cùng theo chân Tiểu Bảo Ngọc vào bếp nha. Nguyên liệu để hôm nay mình thực hiện món tôm hấp tỏi kiểu Trung thì ở đây mình sẽ chuẩn bị tôm thẻ nha. Tôm mình đã cắt chân và cắt đầu sạch sẽ rồi. Bún tàu, ớt chuông, hành lá, không thể thiếu đó là tỏi, hành phi. Gia vị mình sẽ có dầu hào, đường, bột ngọt, nước tương, bơ lạc Tường An và dầu mè. Dầu mè giúp món ăn của mình sẽ thơm hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mang phần tôm này đi chế biến nè. Phần tôm mình sẽ cắt từ trên đầu xuống ha. Mình đặt con tôm như thế này và mình chia giữa con tôm ra. Dùng một con dao thật là bén nha. Mình chẻ như thế này và giữ lại cái phần đuôi của tôm. Rồi mình lấy chỉ lưng ra nhé. Cứ tiếp tục như vậy, mình xẻ cho hết phần tôm nha. Tôm sau khi mình chẻ làm đôi thì mình đã lấy hết chỉ lưng rồi nè. Bây giờ mình sẽ mang phần tôm này đi chế biến nha. Mình sẽ bắt chảo lên, sau đó mình cho bơ lạc vào. Mọi người không có bơ thì mình có thể dùng dầu ăn nha. Nhưng mà dùng bơ thì nó sẽ tăng cái hương vị của món ăn lên á. Sau khi bơ đã tan chảy như thế này thì mình sẽ cho hết phần tỏi vào. Sau khi cái phần tỏi của mình bây giờ nó thơm lên như vậy rồi thì mình sẽ vớt ra ha. Rồi vớt phần tỏi ra. Và mình chừa lại một ít mình phi vàng lên ha. Rồi, như thế này là được. Giờ mình sẽ cho hết phần tỏi vào. Mình cho vào một muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng cà phê dầu hào, 3 muỗng cà phê nước tương, 2 muỗng cà phê đường. Bây giờ mình sẽ dùng một cái khay hấp ha. Sau đó mình lót bún tàu bên dưới. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tay và xếp cái phần tôm này lên.
Sau khi tôm mình đã xếp đều lên trên dĩa thì mình sẽ rưới cái phần sốt tỏi lên nha. Cực kỳ thơm luôn nè. Rồi như vậy là mình đã xong cái phần nguyên liệu và gia vị rồi. Bây giờ mình sẽ mang phần tôm này đi hấp ha. Tôm này mình đã xẻ ra rồi thì mình chỉ hấp từ 7 đến 10 phút thôi là tôm sẽ chín. Trong khi chờ tôm chín thì bây giờ này mình sẽ đi chẻ cái phần đầu hành, phần ớt ra để mình làm trang trí ha. Mọi người để con dao nằm nghiêng như thế này và mình chẻ mỏng cái phần đầu hành ra. Như vậy là sau 10 phút mình hấp á, thì mình đã có một phần tôm hấp tỏi rất là thơm ngon rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ trang trí cho cái phần tôm này nha. Đầu tiên thì mình sẽ rưới vào đây dầu mè để tăng cái hương vị của món tôm hấp này lên. Sau đó mình sẽ rắc vào một ít hành phi. Và cuối cùng là mình sẽ điểm một ít hành ớt sắc nhuyễn và đã ngâm nước cho nó cong lại như thế này rồi ha, ra rất là đẹp nè. Như vậy là chỉ với một chút xíu thời gian mình vào bếp đã có một món ăn rất là ngon như thế này để đãi cả nhà rồi. Món tôm hấp tỏi này thì vị rất là lạ và cực kỳ bổ dưỡng nha. Mọi người hãy cùng làm cho gia đình mình cùng thưởng thức nha. Chúc mọi người thành công với món tôm hấp tỏi kiểu Trung này. Cả nhà thấy hay thì hãy cho mình xin một like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.